Dạ. Có tuyết trắng da ở Việt Nam 360.000 chị. Tuyết trắng da Việt Nam 360.000. Ngày tháng ngày 1 tháng 1 tôi mới tải tôi trả ơn tôi mẹ tôi tứ tôi mới tặng tôi tên mẹ để tải tôi ơn tứ tôi đã tôi nhớ. Cao Ngọc hàng Trung Quốc chuẩn vô cực tốt chị nói nghe. Luôn cho mẹ. Ai mua hộp đấy nhá. Ở trên Tao Bao nhé. Trên Tao Bao hộp đấy bán 560.000. Nói cho nó hiểu. Đây là hộp trả cái hộp kem dưỡng trắng da em bôi ai ghét em lên Tao Bao mà mua 560.000. Khi nào sale rẻ nhất trên Tao Bao là 390.000. Bán cho mấy bà để các bà bôi cùng thôi. Chứ còn không lời lãi được bao nhiêu hộp đấy cả. Nhưng mà thích bán đấy đó. Tại vì các chị biết rồi, chồng em hay chê em đen mà em phục thù em mang 10 hộp sang đây. Ba là chê mẹ béo luôn vậy. Ờ chê mẹ béo yên tâm. Mẹ cũng sẽ cố gắng. Đây là hộp đó thấy không? Trắng mà không lộ vân kem đây này. Nhìn này, mặc áo này, đây. Không lộ vân kem nha. Nên là chị nào mua tuyếp trắng da thì mọi người inbox 360.000. Ở Việt Nam có 100 tuyếp. Đó, bà nào mua thì nhanh khẩn trương. Lấy có 100 tuyếp về bán thôi, chứ còn đâu tôi mang 10 tuyếp của tôi đi, gì mày? Thẻ ngân hàng của má. À thẻ ngân hàng của má. Nhưng mà thôi cho chồng không tải này mình không biết. Có Pediasure Mỹ thì vẫn mua về bán đấy chị. Pediasure Mỹ bán chứ. Chị không bán ở Mỹ Kale ơi. Pediasure này 485.000. Em chỉ nói với người này 14.99, chưa có thuế 8% đến 9%. Một hộp này gửi về Việt Nam rẻ nhất là 5.50. 18 đồng, 15 đồng cộng 1 đồng thuế đi là 16 đồng. Cộng 5.50 là 21 đồng. 21 đồng cộng với nửa đồng nhân viên đi là 22 đồng. Đúng không? Thì nếu như mà em gửi đông, em gửi nhiều cái hộp này này, em gửi nhiều hộp này thì nó sẽ rơi vào 4 đồng một hộp. Tiếp đó có dưỡng ẩm Trịnh Hà. Cái dưỡng da này có bán 485.000, lúc trước bán 465.000. Nhưng đồng đô đang lên phải bán 485.000 mới lời được một tí. Còn mấy bà ở Việt Nam cứ bảo tôi bán nhà em có người nhà. Nhà em người nhà mua bán hộp này 190, mẹ 190 kiểu gì? Search chữ qua mặt đi, search chữ qua mặt.com đi. Để ra nó là bao nhiêu tiền? Nó là 14.99 chưa thuế. Chưa vận chuyển. Chưa xăng xe. Chưa công đi nhặt hàng. Không mẹ, Hà Thủ Ô có ship qua Mỹ nha chị Ngọc Mai Lê, chị nhắn tin cho em. Làm gì có giá rẻ ấy? 14.99 có như 15 đồng rồi. Chưa có cộng 8% thuế tiểu bang. Chưa có xăng xe, chưa có công đi nhặt, chưa có cạc gô gửi về Việt Nam. Thì làm sao ở Việt Nam các bà bán 190.000 mà các bà đua được rẻ? Việt Nam mình hay bán sữa rẻ lắm, hay kêu bảo người nhà em nhặt về. Xin lỗi các bà đi, riêng Pediasure này không bao giờ giảm giá nha, không bao giờ giảm giá, luôn luôn nó dao động từ 10 đồng, 14 đồng năm mấy đến 10 đồng, 14 đồng 9 mấy, bao nhiêu năm nay rồi. Cái này như là mua cho con kiến nó uống xưa giờ, một lần đóng mấy chục hộp về. Chứ làm gì có rẻ. Chỉ có mình là người mua thì mình nhầm, chứ thằng bán không bao giờ nhầm. Ok, đặt khả nhiệt được canxi rồi dùng đi bạn nhé. Nhiều khi ấy, phải gửi kèm với những cái hàng khác thì bù qua sức lại nó kilo. Một bao bên này bao nhiêu đồng. Chứ cái giá gửi cà cô là nó có giá sẵn. Nên là đấy là lý do vì sao nhé. Tại sao các khách của em tại Mỹ, những người mua mỹ phẩm của em từ Việt Nam sang Mỹ, từ Hà Thủ Ô từ Việt Nam sang Mỹ, trà giảm cân từ Việt Nam sang Mỹ, mà người ta lại đặt Pediasure của em và Ensure của em. Ensure Mỹ thì bây giờ còn không có hàng mà bán. Ensure Mỹ tầm 6 tháng nay rồi không có hàng để bán. Ở Việt Nam vẫn cứ bảo Ensure Mỹ mà không có thì đâu. Bên này không có để mua thì các bạn lấy đâu ra mà bán. Nên là mỗi người đều có một cách bán hàng khác nhau. Còn em, cái gì bên này em mua được thì em mới bán. Ví dụ như ở cái hộp hạt nêm gà đấy, lúc này em chưa đóng hàng về được vì nó quá cồng kềnh. Người nhặt của em, người ta không nhặt. Vì một hộp hạt nêm gà bán rất là khoai, bán rất là khó khăn. Trong khi ở Việt Nam có hạt nêm của cái hãng đó, hạt nêm bò và hạt nêm hải sản. Thì em tập trung bán hạt nêm bò và hải sản.